Chào anh em, video này hướng dẫn tất cả anh em tham gia chương trình góp điện phơm nhận tốc cần chat, nhận 1.000 tốc cần chat cứ khoảng 20 đô tất cả các bạn. Để tham gia dán các bạn lấy phần link mô tả mình tiếp cận điện phơm các bạn. Rồi đây thì website nè. Rồi đầu tiên các bạn xuống đây các bạn đăng ký register trong web đó các bạn. Bạn nào không biết đăng ký mình đây có một link video hướng dẫn tất cả đăng ký các bạn. Rồi xuống đây thì các bạn join vào hai kênh, một kênh trailer và một kênh group. Và các bạn điền là username theo của mình luôn nè. Vì mình chọn gọi các bạn cho nó mau các bạn ơi. Các bạn chỉ nhấp vào đường link là mình join ở cộng anh nè. 1133. Rồi theo thì các bạn theo tắt 5 người bạn, các bạn nhấp vào theo các bạn. Rồi các bạn chờ nó chuyển tới nó trang theo chút nữa các bạn. Các bạn chờ mình chút nữa các bạn. Để mình test cho nó dễ. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn chờ lót dán chút xíu. Các bạn lướt xuống các bạn. Bạn like. Đâu phải dự án này ta. Bài này các bạn like ta quýt rồi. Wow. Nè các bạn, đây là dự án của nó các bạn like nha các bạn. Các bạn tự quyết là comment nè. Vì hồi nãy mình cắt rồi lộn rồi mình. Các bạn thêm 2 cộng vào nè các bạn. Cộng VS. Vì nay mình cắt mà máy không ăn nên video nó hơi dài rồi. Các bạn thông cảm các bạn có gì xả các bạn. VS cộng tăng gõ nè. 2 nè. 3 cộng Hải Dương nè. 4 A cộng Nam Dương nè. Không phải các bạn. Để kiếm các bạn mình đây. Rồi tất cả các bạn test lại nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Đang đi sơ pinbot đi quýt các bạn ta 50 đi ra cộng một tower mà các bạn đi cộng tower mình lần mà đi nhiều dán quá mà làm gấp quá các bạn ơi, làm gấp lên cho tất cả các bạn. Rồi rồi các bạn ngoài đây chỉ chocolate của mình ra nha các bạn. Đây các bạn. Giờ các bạn copy địa chỉ các bạn chạy
confirm nha các bạn. Các bạn bắt vào đây nha các bạn. Ừ, không ăn nữa ta. Rồi, các bạn chữ ghép này các bạn ghi A cộng. Anh 1133 vậy bạn gỡ các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc các bạn. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn và hẹn chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.